Vâng, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với bộ đôi hữu nghĩa ở phía lộp. Và chúng ta cũng cùng nhau quay trở lại với đó là map thi đấu thứ nhất, không phải là map thi đấu thứ ba. Vâng. Khi mà đây là trận thi đấu giữa Heroic đối đầu với Big ở trong khuôn khổ giải thi đấu Blast Spring Group 2024. Và nói chung là cảm giác gọi là sau cái trận Cloud9 với cả VP nó đọng lại nhiều thứ nha. Chính xác, một trận đối đầu quá căng, rất hấp dẫn. Đúng. Đến từ VP cũng như là cả bên phía thành viên của team C9 nữa. Giờ có lẽ chúng ta sẽ đến ngay với cả những diễn biến của game thi đấu đầu tiên cho cuộc đụng độ giữa Big cùng với đó là cái tên Heroic, và map thi đấu sẽ là map thi đấu Vertigo. Và có vẻ như các đội tuyển cũng đã sẵn sàng đến với cả Pistol Round rồi. Chúng ta thấy những gương mặt cực kỳ là tự tin đến từ Nutsy cũng như là Kixan, những cái tên mới có mặt trong màu cờ sắc áo của Heroic. Không còn phải là những cái tên quen thuộc nữa giống như kiểu Starven hay là vị trí của Zappy, khi mà cặp đôi phổi bạn này thì cũng đã du đấu sang bên phía thành viên của team Astralis rồi. Giờ thì Suit cùng với cả T-Seed sẽ phải cố gắng để có thể làm quen với lab mới này, khi mà người anh cả của mình là Kaden quyết định cũng đã ra đi. Khi mà phải nói là cái việc mà Kaden ra đi, Kaden đã chia sẻ rất là nhiều, đã có những clip ở trên Twitter cũng như là ở trên Reddit cái cảnh mà Kaden khóc khi phải nói lời tạm biệt với cả Heroic. Tôi đã cảm thấy bị phản bội. Vâng, tôi đã cảm thấy mình họ của tôi là bảy trọ. Nhưng mà ra là tôi bị phổi bạn. Chính xác, tôi bị phổi bạn. Họ của tôi là bảy trọ, nhưng không. Chính xác. Tôi khi mà chúng ta vén màn sự thật lên, mọi thứ nó cũng tương đối drama ở khoảng thời điểm đấy. Đúng, đúng, đúng. Và tầm này thì có lẽ là Kaden cũng đã hạnh phúc với một biên độ mới, đúng không? Cũng đã hạnh phúc cùng với cả bên phía các thành viên của team Liquid. Biết đâu đấy khi Kaden sang Liquid thì sẽ có một hiệu Major thì sao? Có lẽ rằng CSGO cũng như CS2 đang nợ anh chàng này một Major. Một trong số những người rất tâm huyết, nói ra một trong số những người mà đã thi đấu miệt mài, chai hát để có thể lên được đỉnh cao của tựa game CSGO như CS2. Đã có những thời điểm chúng ta nghĩ rằng là Heroic họ khả năng cao sẽ là cái tên vô địch, nhưng cuối cùng không, mọi thứ không phải như vậy. Đó là King James. Vâng, đó là King James. Nó phải là King James. Nó vẫn là King James. Thực sự King James là một cái gì đấy nó rất là khác biệt các bạn ạ, so với phần còn lại của thế giới. Nó đã được gọi là các cố nhân ngày xưa nói bằng một từ, à một câu thôi. Chân mệnh thiên tử. Chân mệnh thiên tử, chính xác. Chân mệnh thiên tử. Vâng. Người có dòng máu của nhà vua. Chính xác. Đó là King James. Dòng máu hoàng gia. Dòng máu hoàng gia. Cách để thành công đơn giản là anh em cứ làm một cái bộ râu. Bộ râu. Bộ râu. Không phải có một tí gọi là trông mặt nó cũng phải gọi là Nikolai các thứ, đúng không? Nikolai à? Nikolai, The Vanxi các thứ đấy. Alexander à? Alexander. Đấy, Alexander đấy. Sao? Tầm mai thì không có gọi là Alexander với cả gọi là Nikolai các thứ. Nikolai các thứ rồi. Rồi chúng ta sẽ đến ngay với đó là bản đồ thi đấu đầu tiên. Sẽ là bản đồ thi đấu Vertigo. Nào, chúng ta cùng xem nào. Map thi đấu Vertigo bắt đầu. Và đang là những tình huống canh ram đến từ bên phía thì mình tìm Heroic. Mật khẩu lục đôi đến từ vị trí chàng T-Seed, và cùng với đó là bắn kẹp với cả vị trí của Nikodos. Nikodos là một trong số những người con của Đan Mạch, khi mà trước đây này bắn cho bên phía thành viên của Comeback Flame rất là bay ra cháy luôn. Brosurt nhảy các thứ rất nhiều. Một tình huống nhảy cực kỳ mượt đến từ Brosurt nha. Nào, chúng ta cùng xem nào. Vị trí của anh chàng Brosurt làm gì tiếp theo đây. Xin cùng với cả Tamsen cũng vẫn đang hầu. Brosurt thì vẫn đang nhá rồi. T-Seed cũng nhá. Hai ông này nhá rất kinh luôn đấy. Có nhiều. Hai diễn viên múa cột vậy mà. Quả dẻo. Cứ đừng quả dẻo. Quả dẻo. Ui dồi, nhưng kiểu càng vẫy đuôi vậy. Đỉnh cao thực sự đến từ hai player này. Bởi vì đều sợ đối phương đẩy mà. Ôi lộ rồi. T-Seed. Lần này là phải vững. Ôi không được rồi. Vững rồi. Nằm đúng không? Nằm rồi và đóng hòm đến từ T-Seed, giờ có lục đôi, chắc chắn có lục đôi đó sẽ được chuyển vào tài khoản bên phía các thành viên Big thôi. Bình tĩnh nhỉ, Big này rất bình tĩnh. Bắn lệnh tĩnh chế động, lấy nhu khắc cương, lấy nước chế mì đến thì Big luôn. Vâng, đêm rồi mà phải có tí mì chứ, đây rớt gì đi mọc. Nhưng có người kê rồi, đó là Krimbo bắn thẳng mồm. Tay rất to đến từ người Đức, chúng ta có thể thấy. Những tình huống cứ nhìn là mồm thôi, đến từ bên phía team Big. Dã man, đây mới là Big mà tôi muốn được theo dõi, một Big tay to, một Big tự tin. Và giờ thời gian 15 giây,
bắt đầu với set đồ và có người tanh và chiếm được cho mình hook bao cát. Đối phương boost lên nhưng ta sẽ tặng cho Dirty một viên vào đầu, double kill Tapsen và quả C4 đâu rồi, quả C4 đâu rồi, đây rồi, ok. Niềm vui cũng đã đến và đó là một round quad kill với Tapsen. Vẫn cứ phải là anh già thôi. Người Đức đánh chậm, vâng, Tapsen giờ có vẻ như càng già lại càng cay. Các cụ hay có câu là gì ạ? Sông sâu cái gì nhỉ? sông sâu tích lặng, sông sâu tích lặng, lúa chín cúi đầu. Đây vâng, càng già càng phải chậm lại. Không vội vàng như người hồi còn trẻ nữa, đi Tapsen rồi. Bình thường thì mình lúc tỉnh táo thì mình vẫn văn thơ lai láng, nhưng mà tầm này cũng muộn rồi các bạn ạ, một ngày này cũng hơi dài nên ra là hiện tại thì có một số gọi là một số những cái dây bộ mạch chủ và thứ nó cũng đang nghỉ ngơi. Hơi quên hỏng bên hỏng chút thôi, hơi chậm lỗi bên và hơi quá tải một chút. Giờ chúng ta đến với cả đang Fogby đây thì Heroic kì 5-5 thua, nếu mà thua thì sẽ là 3-0, còn nếu mà thua sẽ là 0-3 nhầm. Nếu mà thua sẽ là 0-3 trên phía bên team Heroic. Còn nếu mà bên phía thành viên của team Heroic thắng thì hoàn toàn họ có thể vươn lên trước với tỷ số là 2-1. Nào chúng ta cùng xem nào. Rất bình tĩnh. Vấn đề là Big họ đang cực kỳ bình tĩnh, họ đang chờ đợi đối phương di chuyển và rơi vào cái bẫy của mình, nhưng mà Nuzzy ở góc kề rất đẹp và Nuzzy lại móc. Vâng, lại tò mò lại móc rồi. Tầm này thì Big họ cứ gọi là đi bộ vút dâu ở trên khu vực side B thôi, khi mà đối phương quyết định bắt bài 4A 1 mid. Tôi hết rồi. Trách lại không đây. Nuzzy trách. Ôi, có trách rồi, có không, Nuzzy có mạng và một tình pro shoot không nghĩ rằng người lại có một người để đứng ở dưới kề như vậy. Và tình thế bây giờ đang là cái thế để đi xếp, cái thế để đi xếp súng. Có một khẩu LMG nữa ở khu vực đó là chân đất đờ ra nhặt xếp là vừa. Có rất nhiều bạn hỏi là tại sao round này lại Fogby đến từ Heroic. Tôi nghĩ rằng là họ cảm giác là có thể thắng được bên phía team Big, không, cũng như một phần nữa là họ muốn tạo sự đột biến. Vâng, bởi vì thường thường ở bên phía City mà Fogby này thì nó khó. Nhưng mà rất nhiều đội tuyển lại thích cái lối chơi là Fogby bên phía City side nha. Thực ra thì cái lối chơi Fogby này thực ra thì nó không cần phải quá phức tạp đâu. Đôi khi là thích là được. Nhưng vấn đề quan trọng là gì? Khi mà đến second half rồi, thua quá sâu, bắt buộc là phải eco. Eco đúng. Còn ở Pistol Round ở lối chơi first half thoải mái. Đúng rồi, first half thì thực ra là việc Fogby hay là việc eco nó cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì thực ra là chúng ta đã quá quen với cái việc Fogby cách đây khoảng tầm gọi là 4-5 năm trước rồi. Không lấy gì làm lạ với round 2 Fogby. Chẳng qua là lối chơi cũ đi cũng chả vấn đề gì cả. Và thực ra thì nếu như không nhầm ở Paris Major thì vị trí kích sàn cũng người rất thích Fogby trong màu áo của Apex. Đúng. Anh chàng này rất hay côn Fogby. Điều đấy nói gì nói Apex cũng sở hữu player bắn đề khá là tin tài. Còn đây thì Tapsen cứ vả mồm nuôi hỏng rồi. Vâng, to bắn bình tĩnh đến từ một phía team Big, một Big hoàn toàn khác chúng ta để thấy. Hay đây có phải là một con mồi vừa miếng với họ hay không? Kixan nằm xuống rồi thì muốn đẩy ra pick người đến từ Kixan nhưng không được, đối phương spam dắt quá. Mantu là người bắt được anh chàng Kixan. Một cái thế đưa về 5v3. Chúng ta phải thấy với cái Fogby mà họ đi xếp súng như thế này thì round này mà thua thì nữa round sẽ có đủ tiền để up. Đúng rồi. Thoải mái thôi, vẫn có cho Fogby một khẩu súng to. Đúng. Và đặc biệt là khi nhá, cái loss bonus ở mức thứ hai các bạn nhận được là 1.900. Nếu như bạn eco round sau khoảng 2.400 là rơi khoảng 4.300, bạn full buy rất là khó. Đúng, full buy nó không đủ đồ nhưng mà eco đốt đây thôi. Ít chắc là cũng có gọi là mạng đầu tiên dành cho Heroic ở round này. Đinh rồi. Vâng, nhập nhà này cực kỳ là khó chịu, lại phải xếp thôi, ném nét, đập tường, ý tưởng khá hay nhưng mà lúc này góc cũng khó. Ủa, khó rồi. Thôi thôi không sao. Round này thực ra thì cũng gọi là cho qua, tầm này Heroic kiểu gọi là nước chảy thì bèo trôi mà nước sôi thì là mì chín đấy. Vâng. Cũng bắt được càng nhiều súng thì càng tốt thôi. Ừ thế thôi. Nói chung là cố gắng được bao nhiêu thì cố, quan trọng là đằng sau. Đằng sau họ sẽ có đầy đủ cái lượng bom mìn 100%. Đúng, và nhiều khi Nicolas sẽ có cho mình cố. Đúng. Được gì bắt được 1-2 súng nữa là ngon. Đây rồi, một súng, thêm súng nữa. Bao nhiêu khi thắng nhá. Bom đang cầm vào đây nhưng không được rồi, mà Tapsen bình tĩnh quá. Cái lối chơi rất bình tĩnh đến Tapsen. Không bị áp lực bởi thời gian. Đúng. 20 giây vẫn có những cái nhịp dừng lại để kê đến Tapsen. Vâng, một cái sự chững chạc, cái bản lĩnh cũng như một con người có quá nhiều kinh nghiệm. Rất dã man. Nếu mà nói về trong làng set 2 thì Tapsen luôn là một số những player có cho mình lương cao nhất thời hiện tại.
Vâng, nếu như bạn nào chưa biết, có thể so sánh TopSend này, nếu nói về mức lương, nó có thể ngang bằng với cả những cái tên kiểu Nico hay ngay cả vị trí của Simple. Nếu mà có thua không thì thua một ít thôi, không phải thua quá nhiều. Đúng. Rồi chúng ta hãy cùng xem nào. Rao thi đấu full bài thì Heroic. Đấy. Và như vậy là vị trí của anh chàng đó là Nicolas vẫn chưa có trong khẩu ốp, nhưng bù lại là bom mìn là rất đầy đủ trên người bên phía team Heroic. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy rằng một rao thi đấu full bài thì đội hình của team Heroic họ cũng có những cái chiến thuật để có thể phòng ngự được những cái chốc bòi. Dù Nicolas thì cũng không xếp tiền để có thể mua ốp, tuy nhiên M4 thì cũng sẽ là một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý kết hợp với những quả smoke còn sót lại của bộ đôi Saya. Còn không middle thì kích sàn cũng đang liên tiếp nhá check để có thể đề phòng cái tình huống tiến công đối phương. Vâng, đây là một bài mid to be và kích sàn phải có mạng, anh ta dễ dàng có được mạng Crimbo và sau đó lùi về khu vực city để phòng ngự cho khu vực side B. Ý tưởng là đã quá rõ ràng đến từ Big rồi, và vấn đề là họ đã mất người ngay nhịp đầu. Và giật kích sàn, một cái khoảng tham minh rất nhạy cảm và kích sàn là người được cho mình chiến thắng. Tầm này không phát đẩy ra chay thì là hơi điêu. Nhưng sút ở đây, sút thì như là bị lộ rồi thì phải. Không, sút chưa bị lộ. Và sút dễ dàng làm được một mạng nhưng vẫn còn đó là Nutzy ở khu vực cột side B. Vẫn còn ở khu vực quad thì cơ hội để Big đặt được C4 nó sẽ là cực kỳ thấp. Vâng, lộ tiếng rồi. Một tiếng ngúa mà xin đã có một pha chủ động phách tiếng và đi để cho người ở B bò về và xin bắt được Nicolas. Quay trích ngay cùng đây. Đây ôi, hỏng rồi. Mantu bị trích ra một tiếng nhà đến từ Nutzy. Một tiếng mất Nutzy đã chủ động là đi trốn và phải xếp súng đến từ xin thôi. Tỷ số sẽ là 1-3 vào tiền Heroic. Một map thi đấu mà bên phía Heroic họ vẫn thoải mái. Đúng. Đây là một map mà chúng ta có thể thấy rằng là trong khoảng thời gian gần đây, nếu như mà bên phía thành viên của team Astralis họ còn bắn Vertigo thì họ sẽ thường xuyên pick T-side trước. Vâng, ngay cả như của Anubis thì các đội tuyển mà nếu như là map pick của đối thủ thì các đội tuyển mà được pick chọn sai họ sẽ bắn bên phía T-side trước. Đây là những map mà khoảng thời gian gần đây tôi thấy được rằng là các chuyên gia đánh giá rằng là có một chút lợi thế hơn bên phía T-side. Vâng. Và có vẻ như bây giờ bắt đầu đang làm cái chuỗi meta cân bằng của team MSI. Có nghĩa là có những map sẽ lệch bên phía City nhưng nó không phải quá nhiều. Và có những cái map nó sẽ lệch bên phía T-side một chút. Bây giờ chúng ta cùng xem nào, vị trí của Xin. Làm gì đây? Vâng, sấy, trời đất ơi. Sấy như nghĩa lại. Không, không, không. Tình huống bắn như Leopard vậy, còn nếu mà tôi là chắc chắn địch chết rồi. Và tạm thời lợi thế về người đang thuộc về Heroic. Wow. Bây giờ Nicolas bắt tất cả Mantu. Có vẻ như một tình huống nhá và lộ smoke. Bây giờ thậm chí T-Seed, một tình huống đặt tâm phải nói rằng là trọn vẹn tình yêu thương đến từ T-Seed. Và làm ngay cho mình đó là bộ nhá Approach. Còn lại Crimbo và TopSend chưa biết phải làm như thế nào. Khó. Anh okay đang rồi. Chờ đợi sai lầm của đối phương, đó là vị trí của nó gì. Ngóc kề là rất chuẩn rồi, tâm đặt vào cổ, đạn giật bay vào mồm. Tâm này cái tâm Gravel ấy chứ. Ồ, như vậy là cũng chỉ là một tình huống cấu được yếu máu mất gì mà thôi. Đang một tiếng nhảy check rất chắc cốp. Rất khó cho Kimbo cũng như TopSend. Lộ rồi. Hai trụ cột của bên phía thành viên team Big vẫn pick được một trước khi nằm xuống tình huống đó. Mà T-Ship không dứt điểm ngay TopSend ở cái nhịp đó thì nhiều khả năng TopSend đã thưởng cho T-Ship bốn viên đạn đồng vào mồm rồi. Nhưng khó khi đó một pha đùa pick. Đúng. Trừ khi đối phương bắn lỗi rồi thì TopSend mới có cơ hội. Còn đối phương bắn chuẩn như vậy là hết cơ hội rồi. Lại đi xếp đến từ Big. Vâng, một cái lối chơi đang có phần gì đó là một Big rất là khác. Đúng. Không còn phải là Big của ngày xưa nữa rồi. Một cái màn thay ra đổi thịt rất nhanh đến từ bên phía thành viên team Big. Và họ sẽ để cho bên phía thành viên team Heroic tạm thời lên được con số 2 ở trong map tuyển Vertigo này. 10 giây chắc là lùi thôi. Vâng. Lùi. Mở cửa nhà vệ sinh ra là một bãi. Đợi ra sau. Chờ đợi thôi. Có nhà vệ sinh mà đúng không? Có, ai mở nhà vệ sinh. Bây giờ là không. Không buồn đi vệ sinh đến từ vị trí của Grimbo. Giữ súng. Rõ ràng là màu áo của Heroic cũng đã có rất là nhiều những sự thay đổi. Từ bên Nuzzy, Nicolas, trở thành tất cả kích sàn. Đây tình huống mà cả đôi bên cũng chờ. Vâng, cả đôi bên là cũng là chờ. Chúng ta phải thấy đấy. Nếu như bạn nào mà đang xem mà có bắn chớ nữa thì cũng đừng buồn. Bởi vì các pro player, những người mà người ta chơi đến tận gần 20.000 giờ người ta vẫn chớ này. Đúng rồi. Chúng ta không có cái gì phải buồn cả. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ là những người chơi game theo tình hướng là vui là chính thôi. Đúng.
rồi thì sao, lại đạp lửa tên Nikodot. Một round thi đấu bên phía thành viên Team Big, họ đã quyết định chơi tới bến rồi là Forkby. Nhưng với cái việc Forkby bom mìn là tương đối yếu, nên ra chiếm B, chiếm A thì sự là khó. Quay về đi B rồi. Địa điểm có vẻ như là ngon ăn hơn dành cho bên phía Team Big. Khá từ tốn đến từ đội hình Big. Một key round của họ. Tuy nhiên đồ đạc cũng không còn là quá nhiều nữa. Và phần nào đó thì các tuyển thủ bên phía Team Heroic thì họ cũng đang đưa ra những suy nghĩ của mình. T-Seed vẫn đang có thể cường lực với một cái bom đầy đủ. Hãy cùng xem nào. Bây giờ sẽ xử lý như nào với một cái bài kẹp hai người của khu vực giàn giáo đến từ đội hình của Team Heroic đây. Kẹp đôi này thường dễ đổi được multi-flag lắm. Khoảng tầm 4 mạng là điều có thể xảy ra nha. Cô đốt đây phát hiện từ đối phương và thực hiện ngay một tiếng đục. Nhưng mà T-Seed làm gì vậy? Oh my god. Một pha đẩy nhưng mà lại đẩy sang bên cánh phải ạ. Nhưng mà rõ ràng vị trí của Nikolov đã sẵn sàng với một quả smoke để có thể giúp cho T-Seed lùi về. Nên ta lại ham đẩy. Nhưng mà thông tin Nikolov lấy được ở thời điểm đó cũng không phải là quá nhiều. Chỉ là một nhịp nhá phát hiện ra một người thôi. Nhưng ai ngờ đối phương đi tận 4. Bây giờ thì lại rồng rắn lên mây về lại khu vực đó là Sai A. Bây giờ đi sút. Góc kề quá đẹp, đối phương cầm rào. Double kill cho T-Seed sút. Và liệu phải triple kill hay không này, cần phải có cái sự bình tĩnh. Đối phương là man tù, không hề có rát trên người. Và một viên USB thôi là đủ, ba đều dành cho Heroic. Đó là sự bình tĩnh đến từ Sút. Nhưng phải nói thật, tham bình anh rất đỏ. Đúng. Bởi vì cái khoảng đó Sút đã muốn đẩy B rồi. Và đúng lúc đó đối phương lại lộ tiếng chạy vào. Như trốn không người. Và đó là Sút. Một phần may mắn nhưng một phần là Sút xử lý hay nữa. Đây, ta sẽ cùng xem lại những tình huống mà Sút cứ nhìn là mồm thôi. Ba đều cho Heroic rồi. Họ đang trở lại rất mạnh mẽ. Và nếu như Heroic có thắng ở cặp trận thi đấu này thì đối thủ của họ ngày mai nó sẽ là bên phía thành viên của team Sechin. Vâng. Đây là viễn cảnh họ đánh bại ở cái tiền bích cơ. Giờ ta cùng xem nào. Nikodot vác AK ra cương ở khu vực Aram sẵn sàng đấu tay to với đối phương khi biết rằng đây là round thi đấu bên phía thành viên team bích họ phải eco. Một sự lựa chọn có phần là hợp lý ở giai đoạn này. Một sớt phát hiện đối phương rồi, muốn lắc DE ra để có thể tìm kiếm cơ hội first pick. Vẫn là một bài toán khó đối với cả vị trí của Process. Và bây giờ thì rủ thêm những đồng đội của mình về để có thể vui chơi giải trí ở khu vực ARAM. Còn đối với vị trí của Sin, khó rồi. Bằng cứ nhảy check kiểu này thôi, kiểu gì ăn lạ. Quả nết. Quả nết này là một quả nết rất đau. Ui ôi, một quả nết đến 4 người đau. Tao để thấy kích san trả một quả nết 10 điểm. Còn xin 8 HP. Còn em cluster tôi gọi xin một nội luôn. Không sao, có một mạng. Sao, mạng chân thua đúng không? Vâng. Vẫn đang là một chiến thắng dành cho bên phía Heroic. Có vẻ như sau khi Heroic họ đủ tiền full buy thì mọi thứ thay đổi luôn. Vâng, Big bắt buộc phải cần một quyền tactical timeout trước khi họ đến với cả một gira quan trọng của chính mình. Một giai đoạn rất căng thẳng đến với cả đôi bên. Một sự trái hạt, một sự tập trung, bởi vì cả Heroic và cả Big đều biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Thua là đi. Và thắng cũng đi, mà đi tiếp. À, sai. Nhà gặp Cloud9 cũng là bài toán khó đấy. Gặp Cloud9 là cũng đi. Cũng đi. Và đi bụi. Đi bụi. Vâng. À, rồi cũng xem. Ai sẽ người đi. Ai sẽ người ở lại. Và giờ thì Mantu có ốp rồi. Những tình huống bắn ốp của Mantu thì mang đúng thiên hướng gọi là theo cầu. Ui, một tình huống lia cam. 180 điểm. À không, 100 điểm thôi nhầm. 100 điểm thì phía thành viên của đội quay cam. Của đội ngũ quay cam. Blast. Một tình huống lia cam phải nói rằng là chất lượng đỉnh cao. Quay từ tầng 2 vòng xuống tầng 1. Rất mượt. Mà thôi, chuyện chúng ta bỏ qua giờ đến với cả những trận đấu đi. Nhưng có đột vác ốp kia mid. Còn lại sẽ là một đội hình được chia ra là 2-1-2 đi bên phía thì mình Team Heroic. Như vậy vẫn đổi được một là hòa. Nhưng mà rõ ràng với cái việc bên T-San mà đổi một này thì bên phía Big họ sẽ hài lòng hơn. Đúng. Nhưng kích San thì sao đây?
đang có tiếng bò mít đến từ một player của Big, đó là chia cho Grimbo, nhưng có vẻ Grimbo sẽ lùi về cùng Ladder thôi. Tham mình trả bò hai đối thua hỏng rồi, bò hai shot đây thì Nicolas đang lại là người cầm ốp kê shot khó cho Big. Nhìn ra Mantu và Mantu chỉ còn 20 HP thôi, nhưng với một upper thì 20 máu hay 100 máu cũng như nhau. Tầm này bắn xịt thì là đời đi đến từ Mantu. 3 vs 4, Tham vẫn còn 40 giây, đồ đấy là vắt còn. Nhưng bây giờ họ sẽ cần phải làm như thế nào đây? Bắt đầu vào góc setup đồ rồi. Lửa kê xa, nhưng mà ai sẽ là người lửa vị trí Nicolas đây? Đó là Tapsen, nhưng cần phải có người kê. Mantu đã vào vị trí, và liệu Mantu có thể có mạng hay không đây? Không, đó là Nicolas ạ. Và giờ thì ai sẽ là người cover cho những đồng đội vào sai đây? Tapsen lại phải có mạng. Mồm TC đã rời, nhưng Kixan vẫn đang bài một lượng thời gian là quá lớn. Lỗ bóng nhưng múa vẫn là quá dẻo. Bắt Nicolas nhưng không thành công. Và chiến thắng thì vẫn gọi tên Heroic. 5-3. Vâng, có vẻ như Tapsen đang có những điều không được hài lòng lắm với cả những người em của mình. Vẫn đập tay với Xin, như vậy là người ngoài cùng đã mắc lỗi. Đó, và đang bị nhắc nhở. Xin thì không có gì có lỗi ở trong cái tình huống này cả. Tình huống này là do Heroic họ đã có một cái tình huống check ở khu vực B-Main, cảm giác nó khá lệch. Nó khá lệch nhịp. Một quả lửa ở khu vực sâu, nhưng mà ai sẽ là check ram cho vị trí của sút đây? Câu trả lời là không có ai cả. Và Xin rất dễ dàng để có thể đổi mạng free ở trong tình huống đó. Nhưng chiến thắng vẫn đang được đảm bảo Heroic. Như đã đề cập rồi, cái việc mà họ fork buy để thua gọi là 3 round cũng chẳng vấn đề gì cả. Nhưng họ thắng ở trong full buy, bây giờ thì muốn tốc độ cao hơn. Process lấy được cái đầu team seed. Nhưng liệu muốn công vào luôn hay không đây? Khi Big họ lại đang muốn dừng lại một nhịp. Và một tiếng Brutus đã sửa sai trong một pha chết chảy ở round đầu trước. Lần này thì đã bắt được một súng của bên phía Heroic rồi, và họ đang chơi chậm lại. Đến từ team Big, gây áp lực ở A, bắt một người ở short, sau đó quay về đánh B. Và chuẩn bài. Chuẩn bài đến từ bên Big. Như sách giáo khoa đấy. Bom mìn là đủ để xếp bài bom B nhá. Vẫn ui, có một flash, một lửa cùng với cả hai quả smoke. Heroic bắt bài 3B, đúng không đây? Trong cái dáng dấp của họ rất giống là sẽ bắt bài 2B 1 mid và để cho Nicolas là người solo A. Kích sàn ở đây biết rằng đối phương có vẻ đã up vào rồi. Vậy thì quả flash này ra quả flash để giạt ra pick, nhưng sút chưa phát hiện ra cái kích sàn thì bắt đầu. Lại là Pro sẽ lên tiếng với khẩu M4 nhặt được. Nhưng Nicolas này thì sao? Trượt đến đầu tiên rồi, đối phương muốn chạy qua. Trời ạ, như chuột không người vậy. Và giờ Nicolas cũng đã làm đôi để có thể đưa tình thế về là 3-3. Đảo ngược gió về A để hạ trái CO xuống khi phát hiện rằng Nicolas cầm ốp. Nhưng mà đội hình của bên Vietic Big họ vẫn đang cực kỳ cẩn thận và từ tốn trong cái công việc hạ trái C4 xuống. Vâng, spam rất nhiều nên thì Nuzzy và Nuzzy không được chết. Nuzzy bị bắn đinh rồi, Nicolas đục xuyên tung chết Xin. Một tình huống bắn rất ảo nên thì Nicolas triple kill chạy nhảy rồi, chỉ còn 11 máu thôi. Vâng, đối phương đang khá vội và đó không phải là quá là kill cho Nicolas, và đó là mạng cho Grimbo. Nuzzy với sút sẽ phải có lắp tình huống này, nhưng sút đang là người đi mock. Cần phải nhanh hơn sút ơi, thời gian chỉ còn đã một nửa mà thôi. Nước thì không được chết và nước thì nằm xuống rồi. Thôi tập này thì sẽ là khó. Có phải là Pro Neo Fake hay không đây? Bây giờ vào gỡ đi cũng chết. Một đối phương đã trốn đi. Vâng, thôi xong rồi. Đời đi đến từ sút và tỷ số ra là 4-5 dành cho Big. Và tình huống mà cái Nicolas đã làm hết. Nhưng mà những người đội quá nhầy thì... Nicolas quả đấy chỉ cần một zoom thôi. Một zoom là ăn, hai zoom là bị hỏa. Hai zoom là cảm giác phản xạ đã khác rồi. Và đây chúng ta thì nhìn thấy đây là tình huống mà di chuyển khá là ngây thơ từ phía Tapsen. Anh ta biết là anh ta muốn tăng vào, anh ta muốn giữ điểm đó để Process có thể đổi mạng. Nhưng Process thì lại có vẻ như là không hiểu ý. Nhưng không sao cả, Mantu cùng với đó là Quimbo cũng đã giải quyết được nốt vấn đề của bên phía Tipic. Thì nói gì thì nói, với những tình huống mà vị trí Process anh đi pick người tốt đến như vậy thì đã phần nào đó giúp cho đúng cái thế trận mà bên phía thành viên của team Heroic họ triển khai gặp bế tắc. Một ba, à chính xác là 1-3 quyền Tactical Timeout đến từ Heroic. Vậy họ vẫn còn 12 quyền nữa. Tầm này có lẽ dàn sẽ cần phải bình tĩnh hơn một chút. Đến từ Heroic, họ vẫn đang cố gắng để có thể vào nhịp lại với nhau. Thắng thông 5 round nhưng thua đúng 1 round thôi thì họ sẽ đến với ngay một key round của chính mình đến từ bên phía Heroic. Còn đối với cả Big thì họ thoải mái up ở round thi đấu này. Mantu có ốp, vẫn là những tình huống trả bom mìn default đến từ Heroic thôi. Tầm này có đẩy hay không thì chúng ta cùng xem nào. Như vậy cũng muốn Monman đi đẩy đến từ vị trí của Pizza. Sờ bam rất nhiều để fake cho cầu đội của mình để có thể đẩy gần. Vâng, bây giờ thì đang giúp cho vị trí của Kixan không bị lộ.
Bằng những thông tin quan trọng thì Colossus đã chủ động lùi về rồi. Một chiến thuật bắn lên tận 3A và quyết định đẩy Ram. Thì bây giờ thì khi Kickstand chủ động trả đồ như này là họ là muốn đẩy luôn, nhưng đó quyết định vội vàng đến từ Kickstand. Ý tưởng tôi đánh giá là hay, nhưng đối hiệu quả thì là không thấy. Và một tình huống có vẻ như hơi vội. Tầm này thì là một cái thế khó rồi, thua người rồi. Bắt buộc Nicolas với khổ phải lên tiếng. Và giờ ta cùng xem nào. Nhưng đốt pick được một thì chỉ là vừa, nhưng không. Một flash búp ra rất mù đi của đốt. Một quả flash mới dành riêng cho op, cho upper. Flash 2 chuột phía team Heroic. Vâng, đó quả flash 2 chuột. Rất khó chịu. Nhưng bây giờ Nico Đốt liệu có mạng hay không đấy, khi mà khu vực bom sai A chỉ là một mình anh ta phòng ngự mà thôi. Đối phương thì đã vào hết góc setup rồi. Và đây sẽ là pha phải retake đến từ Heroic. Nhưng họ đang mong chờ Nico Đốt có thể tạo ra được sự bất ngờ. Vâng, chúng ta cùng xem nào. Nico Đốt có lửa trả ra ở headshot phải lùi thôi. Và có vẻ như sẽ là xếp luôn đến từ bên phía thay vì team Heroic. Đây là một tình huống họ bắt bài bắn solo A vào 3B. Giữ 4 súng rao sao vẫn đủ tiền để up. Tầm này tôi nghĩ rằng nếu như một cái tỷ 6 đều thì cả đôi bên đều hài lòng. Và đặc biệt đó là bên phía cái thành viên của team Heroic, họ sẽ hài lòng tỷ số 6 đều thôi nếu như có điều đó xảy ra. Còn giờ đây chúng ta cùng xem lại những cái khoảnh khắc mà nó đã khiến cho bên vị trí của anh chàng Kickstand phải nằm xuống. Tình huống đó Kickstand trả sẽ bốc, sau đó trả một quả lửa thì đối thủ đã biết là anh ấy đẩy rồi. Ngay sau đó một quả lửa trả ngay dưới chân của chị Kickstand. Bích họ phản ứng rất nhanh với những tình huống trả đồ bên phía team Heroic. Cảm giác như Heroic quả đấy em thấy hơi vội. Nhưng mà thực ra thì nếu mà Kickstand nằm ở vị trí đấy đúng không, anh ta nằm xuống với nguyên một bộ bom thì nó cũng là một cái điều gì đó bất lợi. Hơi phí phạm. Hơi phí đến lo đội hình của team Heroic. Tất nhiên ý tưởng gọi là smoke khu vực cầu, sau đó là ném lửa trên góc gần để Kickstand có thể thực hiện phá đẩy là một ý tưởng khá là hay. Tuy nhiên thì với những gì em nhớ về cái tình huống đó thì Rick họ gần như cũng không phụ tá được cái quả flash. Và nếu có thì nó không trắng người phòng ngự, đó là vị trí của Process. Vâng, giờ chúng ta cùng xem nào. Lửa được trả ra. Táp sen vẫn đi được cây máu rồi, sẽ có thể những quả đế được bồi vào. Màn tù có lẽ lúc này sẽ cần phải chậm lại một chút thôi. Một round thi đấu bên phía thế giới team Big, họ lại muốn triển khai một lối đánh chậm. Nhưng mà đối phương đã trả ra tương đối nhiều đồ gây ra. Và sẽ cần phải chơi chắc ở bom sai B đến từ Heroic, cho đối phương đã muốn sổ thẳng vào B rồi. Sút, Zipon rất nhanh và đang rủi về và có cần những sự cover của Dirty. Sút có một, Dirty là cái điều tương tự. Phạm Bích đang rơi vào cái thế bất lợi về người. Process cơ phải lên tiếng, ít nhất là có chuẩn bị được một mạng trong góc đứng này. Nào, đó là một, nhưng cầm dao ra làm cái gì vậy? Process ơi, Mantu đã sửa sai cho anh chàng Process. Và giờ là double kill của Mantu. Vẩy ôm rất kinh, nhưng nét của Tixit là quá tốt. Và Grimbo, người đi lắc lại là người đang sống cuối cùng. Và đã có những cái nhịp kê lại đến từ Heroic rồi. Khi họ cũng đoán ra được rằng là Bích, vị trí Grimbo thường xuyên đi lắc ở mid. Hãy xem Grimbo đi lắc như thế nào đây. Vâng, di chuyển tương đối là kỹ càng đến từ vị trí Grimbo, nhưng vẫn sẽ về lại vị connector và thả mình. Đấy sẽ là vấn đề về thả mình. Hãy cùng xem nào, có phải TC là người chiến thắng rồi. Ơ, TC đâu? Đây rồi. Đây rồi. Vâng, đối phương đã có những nhịp check lại ở CT và không thấy thì đoán là clear thôi, phải quyết đoán trong giai đoạn đó. Đúng. Bởi vì trong B còn quá nhiều check, phải có quá nhiều góc phải check. Đúng. Đến từ vị trí Grimbo. Khó. Cái khó là những người tank đầu của họ không chiếm được vị trí. Và mãi về sau khi Mantu phải xiên đôi thì mới có một chút không gian, nhưng anh ta lại phải nằm xuống ngay bởi quả nết của đối phương. Tình huống vậy là tình huống vậy đẳng cấp ấy chứ. Đáng tiếc họ lại không có cái không gian để xử lý. 6 năm rồi. Và đây sẽ là một round rất quan trọng. Một round mà đôi bên đều có đồ. Nhưng bây giờ đi có đốt. Tình huống bắn ốp theo thằng mình cũng là khá nhạy cảm. Và đều có thể thấy Big họ luôn luôn chấp nhận cái việc là đối phương chèn ép mình ở trong khu vực ARAM. Khoảng tầm 1 phút đầu tiên. Được. Họ chấp nhận là chúng tôi không chơi theo cái dạng gọi là buôn bom bán hình như các bạn. Một tiếng trả nét lỗi ạ. Còn nếu mà nét chuẩn là nét giữa đầu Mantu.
Có, ông nhìn khe như thế kia ông lại đòi lọt khe. Ờ, có một góc chẳng biết đây đấy. Không, nhìn Nidot chảo đây, có vội đấy. Có đấy hơi vội. Chẳng vội đấy. Nào, hãy ông xem nào, thấy gì chưa đây? Vâng, tí hí, chưa thấy gì, đứng đây Nidot. Spam, hơi vội. Ui dồi ôi vẩy. Tạm xem một tình huống bay mồm với một pha vẩy thần sầu của Nidot. Còn giờ thì vị trí của T-Sit vào góc đứng bắn đầu tới chết. Hơi vội, T-Sit cần phải bình tĩnh lại. Cần phải nhận nhà nước gì tới nơi rồi, đây rồi, hàng về một cái đầu, nhưng nó cũng là cái chết cho nước gì thôi, nhưng mà sau lưng anh ấy có địch. Tình huống đưa về là 4-3, nhưng mà rõ ràng thông tin kiếm được về đến từ nước gì là quá nhiều. Đúng vậy, thông tin quan trọng đã được đưa về, đó đối phương đang đứng đông ở A. Và chúng ta có thể nhìn thấy là Heroic họ tự tin bắt bài 3 luôn. Táp sen lắc ra, và đó sẽ thảm sát chăng không, mới chỉ là 2-2 thôi. Nidot cần phải giành cho mình chiến thắng ở trong pha đấu súng này. Process còn ít máu nhưng nó sẵn sàng rút DE ra để chơi. Mãi cùng xem nào, Process xử lý ra sao đây. Không có cơ hội nào dành cho Process cả. Và đó là chiến thắng thứ 7 dành cho bên phía team Heroic. Một chút lợi thế dành cho Heroic ở bên phía Cityside. Không biết rằng họ có thể tận dụng tốt cái lợi thế này hay không khi sang bên phía T-Side đây. Một map thi đấu mà tôi đánh giá rằng là đối với cả Heroic thì đôi khi họ lại triển khai bên phía T-Side lại thoáng hơn so với City cơ. Vâng, và giờ đây chúng ta đến với cả Pistol Round lượt theo second half thôi. Thì tạm thời tỷ số đang là 7-5 dành cho bên phía team Heroic rồi.
Vâng, một round bên phía thành viên của team Heroic, họ đã có tận 2 play bom mìn, đó là vị trí của Sud cũng như là cái tên kích sàn. Một lượng đồ đạc phải nói rằng là khá là ổn đến từ Sud với kích sàn. Còn bên kia thì bù lại là bốn cái giáp một, chỉ có mình Tap Sen là người lên bom mìn thôi. Đúng vậy, cũng như có một kit và smoke sủi rồi. Từ nhà tới người phát là xe sủi ngay từ Big. Bây giờ sẽ là một tình huống tổng tiến công vào khu vực bom site A của Heroic. Smoke cũng đã được trả vào rồi. Heroic họ vẫn có thể dễ dàng hạ được quả C4 xuống, thậm chí là fake một nhịp để có thể câu đối phương ra. Nhưng đây là quả smoke sâu và sẽ là bóp phát đẩy qua luôn, rất tự tin. Và đó là 2-2. Nhưng quả C4 đã được xuống thành công. Chiến thuật ý tưởng là 2 Heroic, nhưng hiện tại vẫn đang là thế cân bằng. Rồi chúng ta cùng xem. Ui, bắn lạc kinh đến từ Sud và tình thế đưa về là 3 vét ai rồi. Xin vỡ mồm và giờ thì màn tù cùng với cả vị trí của Crimbo. Vâng, Crimbo bắn vào mồm đi cô đốt. Đây thì thủ về lại vét ai. Vẫn có kit nha, vẫn có kit gỡ luôn. Pro never fake. Vâng, quá ngây thơ. Quá ngây thơ thì Heroic. Họ cứ nghĩ rằng mình nhá nhá như vậy là địch không dám gỡ đâu, nhưng không, địch gỡ luôn. Giả vờ giả vịt, nói chung là cũng không biết là có nào cầm kit hay không. Khó. Thôi, đó cũng là gì đó mà nhìn chung Heroic họ, cái ý tưởng họ được đánh giá là cao. Có được thực hành thì nó cũng gặp phải cả trở khá nhiều. Vấn đề là cái pha đẩy vừa rồi, nớt đẩy vào trước một nhịp, đồng đội đẩy vào sau thì cũng đổi được mạng, nhưng mà lúc đấy thì nớt đã nằm xuống tốt rồi. Mất người hút đạn thì thực sự là khó. Vâng, kit vẫn làm cái gì đấy, nó có thể gọi là đánh lừa trực giác là con người. Cũng xem nào với một round thi đấu viên mãn dành cho đội hình của team Big thì họ sẽ xử lý như thế nào đây. Lợi thế xuống ống của họ so với đối tượng không phải là quá quá nhiều, nhưng về bom mình chắc chắn là hơn. Vâng, chúng ta cùng xem nào. Vẫn đang spam này thì spam với chúng tôi này. Đây thì sao đây? Tập xem là phải cố gắng cover cho Mantu, và Mantu bắn đinh được nớt gì thôi. Nết trả ra vẫn chưa đủ rất điểm nước gì, mà nước gì lên giáp 2 rất đen này cho Bích. Một round fork buy của Heroic, và đừng bảo với tôi Bích để thua. Thắng pistol round để thua fork buy đó còn tai hại hơn rất nhiều với cái việc mà bạn để thua luôn pistol round. Và Bích tập này có vẻ như đang hơi bí rồi, người bắn ở B chân cũng đang hơi chùn, phải đẩy mid phát thôi để có thông tin đến từ Xin. Như vậy là Xin cũng chỉ đẩy lên đến nửa mid rồi phải lùi về B. Vâng, vẫn muốn set up một cái thế cương dành cho bộ đôi ở khu Saga. Và bây giờ Heroic họ lại muốn đánh A thêm một lần nữa. Cài được chỉ là Tassen vào rồi, đối phương tầm này không còn lửa để có thể check nữa. Nhưng quan trọng họ có fake check hay không. Và liệu rằng người trong bom sai là Crimbo không, Crimbo bỏ về khu mid đồ. Phát hiện là quá nhiều thứ. Tassen là muốn chờ, Tassen là muốn chờ và Tassen phải ra. Một mạng gì Tassen làm được ở trong tình huống của mình. Nhưng bây giờ Crimbo với một quả lửa ở đây sẽ là quả lửa quan trọng để có thể câu giờ các thành viên bên phía của team Heroic. Bom đã được đặt rồi và bây giờ thì ném lửa liệu có là kịp hay không đây. Vẫn có thể tách lửa, nhưng đó là cái giá phải trả đến từ chiều đi của đốt khi bị xin spam. Vâng, giờ thì có lẽ đang sẽ là khó rồi cho bên phía thành viên của team. Nó chơi team Big. Xin làm gì đây? Vẫn đang bò. Vâng, một bò như một chú rắn vậy. Thắng rồi. Thắng chưa? Đang đợi gỡ. Gỡ fake một nhịp để tìm nớt ở đâu. Mà nớt đã lộ vì bồ kề rất chắc. Và có kit. Nhưng đặt được bom, up được tiếp. Và lần này nhiều khi up được cả AK cơ các bạn ạ. Đúng. Nhưng mà Lost Bro là 2004. Nhiều khi là có AK nha. Bên kia bắn hai súng, đó này vẫn là kill round, up được. Chơi. Chơi, phải chơi chứ. Tầm này tôi nghĩ rằng bên phía thì Heroic họ sẽ up thôi. Chứ bảo với tôi là bên phía thì Heroic họ hấp bài thì lại là hơi chùn. Ăn một tí luôn. Bây giờ thấy rằng là bên phía thành viên của team Bích họ anti fog buy không phải là tốt đâu. Fog buy cũng được. Nói chung là làm quả bài ăn sổi. Tôi mà hốc luôn. Tôi mà hốc luôn. Gọi là áp sát té. Chính xác. Cắn đúng cái round sau rồi là coi như tiền năm của Bích vỡ vụn. Vỡ vụn. Bây giờ phải bẻ ngay được round sau của Bích. Đúng. Để cho Bích cái tâm lý của họ gặp vấn đề. Đúng. Bởi vì Bích là toàn là cái thằng đang trẻ. Và khi các tài năng trẻ gặp vấn đề rồi, em sao ạ? Khi mà Big thua một round fog buy, Tapsen sẽ nổi nóng. Ừ. Tapsen sẽ quay ra. Brutus Blaster. Làm pháp. Như này. Gặp bàn cái thôi là rút hết.
Như tay đang trẻ nhá, bị nói nhiều nên là cóng ngay. Cóng ngay. Nhưng mình cũng thế, mình bây giờ mà chơi game mà bị anh bom nó phát là cũng cóng, không bắn được nữa. Thì các tài năng trẻ cũng thế thôi. Mình cũng là tài năng trẻ mà, mình hiểu. Mình hiểu. Mình đã ở trong cái vị trí của họ rồi, mình hiểu. Mình đã sọ đôi giày của họ. Mình sọ đôi giày của họ rồi, chính xác. Và ba click hợp lý đến từ đội hình Eric, không có gì để có thể nghi ngờ cái logic này cả. Nhưng vấn đề họ bài họ là rất thiếu bom. Họ là cực kỳ thiếu bom. Hai quả smoke là gì họ có. Họ phải face check. Và góc đứng của Mantu là góc one and done. Đây là cái điều có lợi dành cho đội hình team Eric. Nhưng vấn đề là Mantu đang đẩy ra, Mantu phát hiện lưng đối phương nhưng Mantu không đẩy rộng ra hơn nữa. Và giờ thì Mantu hỏng rồi, vị trí Quibo cũng nằm xuống ngay. Quả nếp bò nhỏ thì nó cũng gọi là vào được cái vành đáy dương của Gixxan. Nhưng mà T-Sit ở đây thì bắt lại một Process. Mọi thứ vẫn chưa xong đâu Heroic ạ. Và rõ ràng thời điểm này sẽ là thời điểm mà vị trí của Sút sẽ cần phải có được những sự đột biến. Nhưng nhìn với cách mà Process đang thủ B, chúng ta vẫn không nhìn ra được cái hy vọng dành cho đội hình của Team Eric để họ có thể di chuyển vào khu vực này. Vừa trả ra rồi và Sim vẫn đang quẫy được bom xe B nha. Vẫn còn đồ. Thêm một smoke nữa. Tầm này thì phía vẫn được. Vâng. Tát xanh đẩy mid. Ô như vậy là boost đánh B rồi. Cực kỳ lì và trì đến Eric. Nikodos sẽ là người được boost lên. Bây giờ tôi cùng xem nào. Là smoke này tan đi thì chắc chắn rồi nó sẽ là những cái nhịp đẩy vào B, nhưng liệu rằng Heroic có ai kê lại sau lưng hay không đây? Khi bây giờ Tapsen rình mò và đang có những tình huống đi móc lốp. Vấn đề là đối phương về, đối phương lại thêm đồ và khiến Nikodos người đi đầu lại là người phải ngã xuống trước. Và giờ thì phải vào thôi khi còn lại là 20 giây, nhặt súng còn chưa xong. Và giờ thì Sút sẽ làm như nào đây? Sút phát hiện ra được Sin, nhưng Sin là người bắt tốt hơn. Triple kill rồi cho Visual Sin. Thì sẽ làm cái double kill. Vâng. Cũng là bị hét, cũng là bị mắng, nhưng lần này phong thái nó khác. Như vậy là đã để thua đến từ Heroic. Có lẽ rằng round đầu sau bên phía thành viên Heroic họ sẽ phải hạ bài. Bây giờ Los Bonos cộng vào là khoảng 2.900. Như vậy là sẽ có cho mình khoảng đâu đó Deagle giáp 1. Thôi đi, để 1.500. Nếu thua round sau cộng 3.400 là thoải mái up. Vâng, nói rằng là cũng là người Đức, giọng cái tiếng vàng của họ nghe nó rất là lực. Heroic có vẻ đang hơi bí rồi. Có vẻ, và nếu như họ bí này rồi thì liệu họ có muốn dí bom xe đấy hay không này. Vâng, bí quá thì dí B không được, hoặc là dí A. Làm quả rush nhanh. Làm rush nhanh. Rush nhanh. Đúng. Đôi khi chính cái chiến thuật burst nhanh đấy lại khiến cho bên phía thành viên của team Big bất ngờ. Big bảo là Heroic là một đại diện đến từ Đan Mạch. Nên đem ra cái việc mà triển khai một bài đánh burst là xuống cái điều gì nó là tối kỵ của Đan Mạch. Nhưng biết đâu Heroic lại muốn làm thì sao, đúng không? Không. Đó, như vậy là không rồi. Cái kiểu lên Digo cái thứ này lại bò. Mà thường thường ta đều biết rằng là cứ bò kiểu này là rất là dễ ăn đạn đồng. Thì mà bên phía thành viên team Big là một số những đại diện mà họ chỉ cần được kê trước thôi là bắn auto 1. Một bài toán khó dành cho Heroic khi mà họ đã để thua thông 3 round và rất có thể sẽ ra thi đấu thứ 4. Vâng, nết trả ra không mấy chính xác. Vẫn đang là có những cái nhịp bò truyền cùng với nhau đến Heroic. Mấy hôm nay là kiểu thua loại ăn cỏ. Rồng rắn lên mây. Loại ăn cỏ ấy là cứ bò đây. Vâng, cứ trâu với bò này thôi. Ôi dồi, đây, chuẩn bị à. Chuẩn bị à? Đây rồi, phát hiện được một đồng làm ngay quả nết đoàn. Bốn người mất máu. Như vậy đã là đủ rồi. Rất là tù. Tù, cực kỳ tù. Nhưng mà thực ra thì mới chỉ là những cái ra thi đấu mà họ gọi là fog buy đúng không? Chính xác. Thế nên rằng là vào full buy chúng ta mới có được cái góc nhìn nó gọi là trực quan nhất. Cho fog buy chưa ăn thua. Fog buy thì đây vẫn phải để tí xít đi đầu đây. Không có lửa để mà check lại. Vẫn phải có một người kê lại bao cát để có thể cover cho T-Sit. Ai kê bao cát đây? Bóp flat, Tapsen không đẩy ra. Bây giờ tiếp tục là lửa được bồi vào. Tapsen vẫn đang kê trì và Tapsen bị T-Sit hạ gục. Thì vẫn còn đó Process. Anh ta có thể làm hài trong tình huống này và đúng là như vậy. Nhưng T-Sit đã đổi được cái đầu của Mantu. Bây giờ chạy đầu khỏi nắng đây. Ba mạng đã dành cho T-Sit rồi. Tình huống 2v2 nhưng thời gian thì là không đủ để có thể hạ trái bom xuống. Và đó vẫn sẽ là ra thứ 9 này cho Big. Vâng, cái điều quan trọng nhất là
Tình huống đó là bom rơi sâu. Nếu như bom mà cầm từ khu vực Iran bên là đủ tham đặt bom. Nhưng rất đáng tiếc khi mà người cầm bom lại đi sót. Khổ qua hai ông đi sót. Thì bây giờ phải đi chỗ nào đông người chứ. Không, đúng ra ông cầm bom phải là ông đi cùng với ông AK hợp lý nhất. Bởi vì để hai khẩu đi gồ cùng kẹp nhau ở sót rất là tù. Vâng. Đúng ra là ông cầm bom phải đi ngay sau lưng vị trí của T-Sit. Thường những tình huống như này mà là bên phía cái tên vị của team VP nhá, thì James sẽ cầm bom đi ngay sau Fleet. À không, bởi vì ông ấy còn nhặt cả súng nữa. Đúng rồi. Chứ bây giờ rõ ràng ông ấy nhặt cả súng cũng một cái gọi là cái giá trị. Nó gọi là đi kèm cùng với cả Fleet. Nếu người ta nằm xuống người ta mới đi theo. Còn nếu mà không có giá trị gì thì thôi lượn. Được chưa? Triple boost. Nào. Rồi, đấy. Chung mà tầm này đánh gọi là đúng kiểu gọi là cú đấm ăn rồi đấy. Liệu check lại đến từ cái phía Heroic hay không đây? Nhưng vấn đề đó không phải là vấn đề lớn, họ chỉ check lại ở B thôi. Và những cái tình huống boost bar này sẽ đến khó hơn rất nhiều dành cho bên phía của team Big để họ có thể phòng ngự ở khu vực bonsai này. Vẫn còn một chút cái lượng đồ có sót lại đến từ Xin. Xin vẫn đang phòng ngự rất chắc nha. Đó, điểm cộng. Vâng, điểm cộng là như vậy. Điểm trừ là như nào đây? Đây, điểm trừ đây. Check này. Ui, check rồi. Ui giời ơi, T-Sit. Vâng, đục luôn. Tình huống mà định chơi kiểu là khôn lỏi. Vâng, nhưng mà ăn ngay cái chì là ăn lì là ăn ngay đạn chì rồi. Vâng, rồi thì sao đây? Đẩy vào bom xe B. Đầu tiên Xin quẩy được đôi. Tình huống đưa về là 3-2, vẫn còn cửa. Thì bên kia chúng ta thấy là cái tên Tam Sen cũng như là Prosuit. Prosuit đang bắn rất đầy. Prosuit thấy địch rồi. Tình huống giạt ra và trả lửa để chắc chắn vừa uống đối phương hạ quả C4 xuống và Tam Sen đổi được một. Một vẹt hài với một người kinh nghiệm với Tam Sen thì có thể làm được nhà, mặc dù biết là có người đi móc Tam Sen kê lại rồi. Có những nhịp nhìn lại người đi móc đến từ Tam Sen. Đúng. Không, vấn đề là có người đã tít tít ở B rồi, biết là quả bom ở B, nhưng vấn đề là liệu có bắt được T-Sit hay không thôi. Và rồi T-Sit lộ tiếng, đây sẽ là cơ hội dành cho Tam Sen. Tam Sen ơi, một mạng đã có, thời gian không còn nhiều. Và ta sẽ quyết định của anh ta là như thế nào đây? Trốn đi, chấp nhận được vượt đặt bom. Và cường 17 anh có bích. Đó là Tam Sen. Một vẹn đài quá đẳng cấp. Và tình huống bắt Tam Sen đã lùi lại với VCT. Tam Sen đoán được một người đi móc. Đúng. Thế anh ấy mới lùi lại một nhịp. Và chính cái nhịp lùi lại. Chính cái nhịp lùi lại đấy khiến cho Helix tưởng rằng đối phương đã bị lừa. Đúng rồi. Họ vào B, họ đi từ đường mid vào và không thấy ai cả. Đúng. Tam Sen như một backside clear. Vâng. Tủ điện clear. Chính xác. Sai B clear. Đối phương ở đâu? Đố biết. Đố biết. Đố như kiểu bóng Anh Quốc luôn đến từ Tam Sen. Bóng Anh Đức. Anh Đức à? Siêu. Vâng. Những người Đức nói tiếng bồ. Vâng. Siêu. Cứ phải siêu cái đã tính sao. Vâng. Kích sàn mà chung mà hết gái. Thật đây cũng là cái phong cách mà chúng ta đã được theo dõi từ tuyển thủ này. Chính xác. Từ khu vực đó là Bắc Macedonia. Bảo này để chế thì biết. Chính xác, Bắc Macedonia. Macedonia đấy. Mình thì mình thích cung Minh Oan hơn. Cung Minh Oan à? Với cả là... Cung A hai váy à? Đúng rồi, với cả cung RAC. À, cung RAC à? Đúng rồi nhỉ? Toàn cứ gọi là như thợ với Hồng Anh, chia sẻ đi nắng ấy. Không, mình thích Cam Quýt. À, Cam Quýt à? Cam Quýt đánh chém rất là hay. À thôi, đây một khác rồi, ta đến với cả... Đầu tiếp theo thôi, mà ơi đàn man rồi. Rồi, cùng xem nào, một tình huống mà đang có những động thái chiếm ở khu vực ARAM đây từ bên phía các thành viên của Team Big. Họ đang có một cái chuỗi lên điểm năm đào thắng thông rồi. Còn đối với cả Heroic thì tập này vẫn đang hơi tịt ngọt, chứ không có đào thắng nào cả. Cần phải cố gắng hơn đến Heroic. Họ đúng nghĩa đang bị thông. Đang bị thông. Bởi năm đào thắng thông bên phía Team Big. Chính xác. Khi mà vị trí của Xin vẫn đang là một số chốt chặn uy tín ở trong game yếu này. Nhưng bây giờ Heroic họ vội rồi. Họ đẩy lên ngay. Và Xin với khẩu MP9 anh ta sẽ làm được điều gì đây? Lửa đốt đi người đồng đội. Nhưng Xin lại có một. Không thể làm hai cái súng là quá yếu. Quimbo cũng đã yếu máu. Và tình huống đưa về là 4v4 đang ăn mình để có thể ném nét vào người đặt bom. Đây sẽ từ stack nét đến từ bên phía Team Big. Có stack nữa hay không đây? Có phải stack. Đưa stack có vẻ như sự bình tĩnh của Heroic cũng đã giúp cho họ cứu được một bàn thua trông thấy. Nào sẽ đặt được quả C4 này xuống thôi. Và liệu rằng Big họ có thể làm được một cái điều thần kỳ nữa hay không đây? Round trước là 1v2, có đặt đây Tam Sen vào round thi đấu này. Có lẽ là phải đi xếp rồi. Một cái thế cứu bom nó rất xấu dành cho bên phía cái thế kỷ tiến bích. Và nhưng mà lượng tiền của họ đi không phải là quá nhiều đâu. Xếp là đúng.
Nói chung là của Big đều bất khoảng đó từ 3 đến 4 súng thì nên xếp. Nói chung là nên đóng cho Hồng Xin này một cái khẩu súng to to tí. Thật sự để mà đánh giá. Một người đã là thủ mỏ neo ở side B nhưng mà lại bắn tầm xa với khẩu MP9 thì nó cũng hơi à đuổi. Hơi tù. Đánh giá là nó cũng không hợp tình hợp lý lắm. Mà Xin lại là người bắn tốt nữa. Đầu tư 80 dành cho Heroic. Đang phải cố gắng lấy lại tinh thần đến từ chiều Kickstart. Bởi rõ ràng đây là một game thi đấu không hề dễ anh Heroic. Cách mà bên phía Big Thọ chơi bên phía Cityside cũng là vô cùng khó chịu. Đã 10, khoảng cách chỉ còn là 2 round nữa thôi. Và giờ chúng ta cùng xem nào. Bên phía thành viên của Team Heroic họ sẽ làm kiểu gì để có thể lên được số 9 đây. Round thi đấu bên phía thành viên của Team đó chính là Big. Vẫn đủ tiền để up nhưng đây là T-Sit đấm mồm vị trí của anh trong Pro-Suit rồi. Tạp Sen đang phải trả đồ ra để sinh tồn nhưng nét dã vào đau quá Tạp Sen ơi. Vâng, Tạp Sen không đổi được ai cả, đó là cái chết dành cho Tạp Sen. Mantu đang muốn khôn lỏi để có thể chám vào vị trí của Tạp Sen. Nhưng giờ Mantu cần phải đổi ít nhất là 2 và đây rồi anh ta có một mạng. Và vẫn có thể lùi được về khi mà người đồng đội đã cover, nhưng quan trọng là Xin. Xin solo side B, một quả smoke và một MP9 bắn tầm trung. Sẽ một nhiệm vụ khó cho vị trí của Xin. Bây giờ Big họ chỉ có phương án là bắt bài thôi. Ôi, sút check rồi, sút auto check góc này vâng. Bởi vì đây là một góc mà sút đứng rất nhiều các bạn ơi. Đó là kinh nghiệm của những người thường xuyên hay canh bê ở Master Vertigo. Vâng. Ôi, vẫn đổi được một, vẫn đổi được một bật yếu một luôn đến từ vị trí của Xin. Nếu như khẩu là một khẩu 4A4 thì có lẽ đã làm đôi rồi. Còn giờ thì sao đây, một mạng. Grimbo vẫn đang gồng gánh những người đồng đội của mình. Bởi vì tên đạn bắn phải nói rằng quá chất lượng đi. Hai quả lửa chạy trả ra nhưng không có một tác dụng gì cả. Phải lùi VA thôi. Ui, rồng rắn lên mây đuổi nhau từ B sang A rồi bây giờ lì lại là vào A. Đến từ bên phía team Heroic. Ôi vào A. Ôi vào A, đúng rồi, vào A. Ít nhất là Heroic họ đạt được bom. Đây là một tình huống mà họ có thể làm được. Vẫn còn một quả smoke trên người Kickstar, nhưng Grimbo thì vẫn còn lửa và smoke nhà. Quan trọng là cái kit trong người của Mantu nữa. Và Mantu thì cũng đã trở về cửa backside. Một tình huống sinh tử dành cho Big cũng như cả Heroic. Đặc biệt là đối với Big, nếu như họ không muốn nghĩ về một tình cảnh này bị đối phương gỡ hòa. Vâng, có sơ mốc, con lừa. Cờ lìa một bên, sau đó thì gỡ luôn. Đúng. Có kit đến từ Mantu. Vâng, lừa check sandbag, sau đó thì sơ mốc ra để gỡ bom luôn không? Phải gỡ rồi. Ôi, hết. Thế là hết. Kickstar bắn kinh quá, và một tình huống bắn thao mình quá tốt đến từ Kickstar. Sơ mốc chưa kịp nổ, anh ấy đã giặt ra và bắn vào thẳng bốn đối thủ. 10 điểm đến từ Kickstar. Họ rồi, 9, 10 và rất có thể sẽ là 10 đều. Đây sẽ một round thi đấu mà mọi thứ sẽ được đẩy lên ở một cái mức độ căng thẳng là cực kỳ cao. Đây, chúng ta thì nhìn thấy quả nết tự trả ra thì xin cũng đã đủ để hạ gục đối phương. Còn đối với kích sàn, sự bình tĩnh của player này cũng đã giúp cho bên phía Team Heroic có được chiến thắng. Why are you quiet now, sir? Mặc dù là mới chỉ là một player trẻ tuổi thôi nhưng đã mang bản lĩnh của một chú sói đơn độc. Đó là kích sàn. Why you quiet now? Rõ ràng một câu hỏi mà tạm thời Godby và Tạp Sen chưa trả lời được. Nào, ta cùng xem nào. Vị trí của T-Sit, anh ấy sẽ làm gì đây? Oh, vẫn đang có những cái nhịp T-Sit. À, vâng, sáu bốc trả ra đến từ Xin rồi. Đánh B là sự lựa chọn của Heroic. Vào được B hay không đây, chúng ta cùng chờ xem. Bên kia họ vẫn còn đó những quả nết, những khẩu USP, những thứ vũ khí, những khẩu súng hơi rẻ tiền, thậm chí không mất tiền rồi. Khó rồi. Những khẩu súng này, những khẩu súng tựa, những khẩu súng được game từ thiện. Từ thiện. Hảo tâm, nói chung là VU hảo tâm cho Heroic. À, chính là cho Big, đó là những khẩu USP.
đến nhất họ có cái mà chơi thôi, chứ tầm này thì khó khăn, chấm chất khó khăn. Khó. Khó. Hơi Nam Cường đến từ phía bên cạnh biên của team Heroic. Làm gì đây? Úi trời ơi, sở tách nết bắt người thì không được đâu, không anh đấy cả. Quá đen cho bên phía team của team Big. Giờ nào chúng ta cùng xem. Bắt bắt súng la vào đi nhỉ. Bắn gọi là rất cô như này kiểu sợ ơi hả? Hèn ấy kiểu đâm đâm luôn nhỉ? Vào là vào hẳn. Hôm nay thì cứ gọi là vừa đâm vừa rút. Thôi thì đó là quyết định của cái Đức. Chúng ta ok điều đấy. 10 đều. Các cụ có câu là gì? Sống cả đống chết một mình. À nha. Đó là chết cả đống còn sống một mình. Sống cả đống. Bạn thơ bạn. Thơ bạn ở đâu? Vâng, nhầm. Đêm rồi. Hơi nhầm lẫn tí, vâng các bạn. Thôi ok. Nào xem. Chúng ta thi đấu gọi là full buy tạm đầy đủ đến từ đội Bích. Cậu có úp cho Mantu như vậy cũng đã là đủ chơi rồi. Nhưng liệu rằng là quan trọng là họ có mạng hay không thôi. Đây thì lại là bóp flat để có thể gài vào cái chiều process. Quả flat này là quả flat nó cũng hơi sát năm mình. Process vẫn đang khá là đánh đá ở khu vực giàn giáo nha. Nào chúng ta cùng xem nào. Mantu rất lì và trì. Như gom thật là vừa chuột ốp. Như là ông Mantu. Có mỗi ông ấy bắn ốp thôi. Ông Mantu bắn ốp được beat. Trượt không sao cả. Vẫn về được là ok. Nhưng bây giờ Nico đốt. Người tanh đầu. Liệu phát hiện process hay không đây? Phát hiện bả vai rồi. Và đó sẽ tiếng vẩy mồm đến từ Nico đốt. Đối phương bắn là khá chuẩn. Và để nó tắt xe làm 1, tắt xe làm 2. Bom xe A thì hiện tại vẫn còn với chưa Mantu. Và Mantu vẩy hạ không được cách sàn. Bom chưa được hạ xuống, phải trả smoke ra trước đã. Và giờ thì Sus, một tình huống đứng ở vị trí thực sự là khó đoán. Nhưng vấn đề là nớt gì, vừa thò tay vào bom sai rồi, ngay tức bị bắn vào đinh đầu. Cầm dao ra chém ơi. Trời ơi, nhà quê ạ, à, vẫn còn đó là Mantu. Bây giờ thì biết đối phương chỉ còn lại khoảng tầm một hit. Mantu rút luôn là mình USP ra để xử lý. Vâng, Mantu một cong giữa lưng vào sót, đẩy ra sót không? Ui rồi đẩy ra chết rồi, đẩy ra là hết rồi. Một góc đường xấu thế, nó gì ơi, chọn cái góc kia, trời ơi. Một cái góc phải kia hai đường, nếu như đi sót thì có phải gây được sót rồi không? Nhưng rồi, có vẻ như nó gì mà con smoke có thể đoán được địch đang ở đâu. Đúng. Nếu mà là tôi sẽ liều đặt bom về khu vực city. Nó gì? Anh ấy bắn thẳng một bàn tu. Đó là nó gì? Nó gì đã lên tiếng quá đúng lúc để đem về round thắng tiếp theo dành cho bên phía các thành viên của team. Đó là Heroic. Tôi tưởng quả đấy xin bắn vị trí của Nerdy hết đạn. Thế định cầm dao nhảy xuống quyên sinh mình luôn. Nhưng mà mới cầm súng ạ. Mặc dù cái pha xử lý của Mantu nó là 10 điểm rồi, nhưng pha đặt tâm này của Nerdy thì nó phải là 11 điểm. Chính xác, đặt tâm như mình vậy. Nhìn là mồm với Nerdy. Cũng khó. Bắt đầu gái rồi. Ui, quả này gái thì thôi, vang trời. Mấy ông bên phía team Big thì lúc nữa chỉ biết tiêu. Xem cày lắm rồi đấy, vâng. Ra quả đấy thì cảm giác Mantu cũng nghĩ hơi nhiều. Chính xác. Bom đặt đi thì sao, mà thời gian cũng dưới 10 giây. Mình xử lý sau cũng được mà. Mà lỗi nhất vẫn là cái ông xin. Ừ, tôi tưởng mới cầm dao thì may ra còn có cửa ăn, nếu cầm súng thì hơi ngại. Vâng. Quả đấy nó gọi là làm ở trong Hollywood thôi, chứ còn tầm này thì lớn ngân cạo đồng ngay. Ui nết kìa. Tập xem Mantu dính quả nết cũng khá đau. Lộ cái trận đầu rồi. Thổn, không có phẩy. Phẩy đến từ vị trí Nicodot bắn rất là chắc cốp. Rồi chuyển súng được, Nicodot bắn được AK. Còn T-Sit thì cũng cầm được ốp. Sút vẫn đang bò bề. Bề đi à, sút ơi. Vâng, sút vào đi sút. Sút vẫn đang chỉ nhá rồi. Đối phương đã bách được vào bề rồi. Vâng, cái thằng nhá rất nhiều đến từ Sud, nhưng flat búp ra đến từ Nicolas là tốt quá. Nhưng nớt gì ở mid thì đã ngã xuống rồi. Sủi đi xếp súng thôi. Cái thế 3 vết 4 này là cái thế không thể cứu được bom. Nhưng mà vị trí của Sin là người duy nhất có một quả lửa. Và đây là quả lửa nhặt lại được trên xác của nớt gì. Khó. Hai mắt spoil, cứu được không anh nghĩ nhỉ? Cứu được không nhỉ?
Đánh giá công tâm. Đánh giá công tâm, anh cảm giác là y học, nền y học Đức không bằng nền y học của Đan Mạch. Sao y học? Nền y học của Đức không bằng nền y học Đan Mạch không cứu được. À, Đan Mạch không cứu được à? Khó. Khó. Nếu xét về xe tăng các thứ thì Đức hơn. Nếu xét về nền y học thì Đan Mạch hơn. Không dám chắc. Không có thông tin về điều này, không dám chắc. 12-10 là thời cơ chắc chắn. Và nó dành cho Hildrick. Vâng, mấy hôm nay thì cứ gọi là làm quả chuỗi thắng thôi. Chuỗi năm là bao nhiêu tiền nhỉ? Lợi tức là bao nhiêu nhỉ? Giờ như bị giảm xuống cộng 2 vàng là ít lắm. Cộng 2 vàng à? Ừ. Ông kia chuỗi thua năm thì chắc cộng 3 nhỉ? Không, chuỗi thua năm vẫn 2, 6 mới là cộng 3. 6 mới là cộng 3 giờ thay đổi. Có ông này thua 6 phát ông ấy thua luôn. Chính xác. 6 phát là hết luôn. Tầm này nó phải có cái ấn nó gọi là gì nhỉ? Động lực cuối cùng à? Không, khổ trước sướng sau. À, khổ trước sướng sau. Khổ trước sướng sau thế mới giàu. Vâng. À, ok. Nào, khổ trước sướng sau. Nó sẽ làm điều gì đây? Bây giờ thì đó sẽ là mạng của nó tắp sen. Một đường tanh không flat. Không cần thiết quá đến từ vị trí của Nikodot. Và cái giá phải trả là cực kỳ đắt. Vâng, Sun vẫn đang bò. Nhưng đây lần thứ 2 Sun bò đây rồi. Vẫn bắt được xin. Bắt bà. Bây giờ B clear rồi. Kill Rimbo ơi. Phải vào tủ điện. Nhưng mà giờ đối phương lộ cái chân kìa, lộ cái chân kìa. Vâng, một tình huống mà chân hơi to đến từ Sun. Lần này có vẻ như tăng cân hay sao ý. Grimbo đẩy vào. Thấy ai mà bắt người đấy không được nữa đâu. Cái là T-Sit. Trong số những người mà tay không hề bé, Tam Sen yếu lắm rồi. Tao muốn mèo vườn chuột. Vâng. Tao muốn về lại khu vực Saya. Một cái ý tưởng mình nghĩ là táo bạo. Nhưng đó là khẩu ốp của Mantuke trực diện. Và họ lại phải đánh bề rồi. Bây giờ câu hỏi đặt ra là liệu qua trích vào vị trí của Tam Sen hay không? Không, không có đâu. T-Sit đặt tầm này là không biết rồi. Và Tam Sen bỏ quá hay góc đứng của Tam Sen. Mặc dù Tam Sen rất yếu, ít nhất Tam Sen phải đổi được một. Đúng. Không. Bên rồi. Xin flat không đẩy ra. Tam Sen chỉ bắn thôi. AD và bắn. Đã cũng xem nào. Chấp nhận cho vườn đặt bóng cũng được. Và Tam Sen đang muốn làm điều đó. Tam Sen có thể sẽ xiên đôi ở trong tình huống này. Và sẽ là một cho Tam Sen. Chưa thể xiên đôi. Nhưng giờ kích sáng sẽ làm như thế nào đây? Không làm được thì ProSun cũng đã giải cứu thành công Bích ở match point đầu tiên. Và một tình huống mà đẩy ngược lại tham minh rất hay của Tam Sen, đó là kinh nghiệm và đó là bản lĩnh của đội trưởng bên phía team Big Tam Sen. Một trong số những người mà chúng ta cũng phải nói với anh chàng này rất nhiều, một trong số những người cực kỳ yêu cái game CS:GO nói chung cũng như game CS2 nói riêng. Còn này là tưởng bốn viên là vào là hạ ục được gần bom đấy. Let's go boy. Là những gì mà Tam Sen dành cho những người em của mình. Giờ chúng ta sẽ đến với cả match point cuối cùng của Heroic nào. Liệu rằng họ có thể làm được hay không đây? T-Sit vẫn đang ở trên bò trường. Ôi Matu. Đẩy rồi. Úi xôi ôi Simple. Không được rồi. Và tình huống tưởng rằng vẩy giống Simple nhưng không. Nó lại rất là Matu. Tầm này phải lùi thôi nhưng còn 11 máu. Một pha vẩy phải nói rằng nó không được cảm giác cho lắm đến từ Mantu. Khó rồi. Trả ra và sẽ phải lùi lại đến từ Bích. 7B đến từ Bích. Chết nứt gì đang kê. Và rồi nứt thế. Hỏng rồi, 4v4. Mất đi người đi kê. Và bây giờ thì Heroic họ sẽ phải làm như thế nào đây? Họ cần phải đánh va thật nhanh. Nếu mất con đó là Tam Sen cũng như là cả Mantu. Liên tiếp là cái tình huống spam và Mantu spam được Nikodot. Trời ạ. Thực sự là thiếu may mắn đến từ Heroic ở thời hiện tại, nhưng họ đã đặt bom và cũng đã bào máu được Tam Sen một chút những cái tia hy vọng dành cho các viên bên phía của team Heroic. Heroic, vâng thì đúng hơn, không phải là hi mà là hê. Đây sẽ là bên phía thành viên của team Big phải cứu. Lừa trả ra sàn bách rồi nhưng sàn vẫn có một quả nết. Vẫn là những cơn đục bằng tường đến từ vị trí kích xa đục yếu được Gimbo rồi. Vâng, chính xác là cái tên T-Sit thì đúng hơn. Nết trả ra, chết một. Nhưng mà xin cũng đổi mạng kích sàn là rất nhanh. Một quả bom gỡ được không đây? Đó là 2 giây, 1 giây. Vâng ạ, kịp rồi. Overtime sẽ có ở map tỷ đấu Vertigo trong cuộc đối đầu giữa Bích. Cùng với đó là Heroic. Rất ảo mà. Một kịch bản mà không tin được. 4v2 retake. Và Bích họ mất 3 người, nhưng người gỡ bom, người quan trọng nhất, người tìm về chiến thắng đó là Sin thì lại không nằm xuống. Cảm xúc vỡ hòa.
khuôn mặt thăng hoa. Đó là những gì chúng ta có thể nhìn thấy Big ở thời điểm của ra thiếu thứ 24. Chính xác. Và ngay lập tức khi mà có quyền tham ao ở trong đợt thiếu overtime thì Godby côn luôn. Đầu nhìn hơi hói tí thôi nhưng mà thực ra cũng là rất nhiều chất xám. Chính xác. Thường thì các cụm tay có câu, một là ông hay hói, hai là ông đeo kính, rất nguy hiểm. Đấy, vâng. Cứ comeback được cái là đập tay các thứ như kiểu công mình. Let's go. Vâng, đúng kiểu là chân sách các bổ cam. Có động tinh thần. Đúng. Vâng, cho các em bắn nó cháy. Đúng. Thiếu gì thì cứ bảo anh. Đúng rồi. Đúng là kiểu là từ A đến Z luôn, tập vấn massage để các bạn nên làm liên tục. Hỏng rồi. Giờ Nicodo tôi hỏng rồi, bắt được xin. Có vẻ như đang có những cái dấu hiệu bắt đầu vào overtime, cái là Big họ đang hơi xìu, bộ đồ suốt cũng đi rồi. Ôi rồi xong hết rồi. Có vẻ như Rick đang hơi giận dữ. Hận thù. Mantu bây giờ thì hơi tù rồi. Vâng, lửa hận thù. Tốt trái ký hai ta. Ký hai ta. 13, nhưng không phải trận lượt thiếu chính thức. Chặng đường vẫn rất dài để gặp chiếc kích sàn. Vâng, thậm chí có vài ông còn từ đội mồ sống dậy. Bất thở được. Khó. Anh em yên tâm. Tôi tin là anh em cũng sẽ có được nụ cười sau khi kết thúc trận thi đấu này thôi. Chính xác. Phải nói rằng là một lần nữa mình gửi cảm ơn, gửi anh em gửi lời cảm ơn đến gần 2.000 bạn đang xem, cổ vũ và động viên đội ngũ Casper như là đội ngũ kỹ thuật viên của 500 Bros đồng hành với các bạn từ giải bóng đá lần này. Cảm ơn tất cả các bạn cho mình tình cảm rất nhiều. Vâng, và cảm ơn một tình huống mà quả đét là cái gì đó khiến cho Tapsen còn đúng một máu. Có vẻ như Tapsen sắp đi rồi. Hấp hồi. Tập này có lẽ rút mình oxy phát là đi luôn. Nào em nói luôn nhé, sẽ kích chắc rồi, nhiều ông đã tưởng rút oxy rồi mà cắt mắt rồi. Các bạn ở tiếp à? Chưa đến giờ để ở được giờ đẹp. Và đúng. Giờ chưa điểm. Nào. Xin. Liệu cho hay không đây? Xin đứng này là hơi gãy rồi. Thôi xong rồi. Xin chờ. Vâng, có vẻ tâm lý xin đã không hề ổn một chút nào cả. Có lẽ còn khá trẻ. Nhá rất nhiều và ngửa liên tục đến từ Grimbo. Một trong số những người bắn tay rất chắc nhưng bây giờ thì không. Ôi, bắn đồ sút này. Bắn như vừa rồi tôi cũng bắn được bắn đồ sút ạ. Thề luôn đấy. Vâng, Mantu cầm khẩu ốp đi xếp. Chắc chắn bên Mantu sẽ bảo về tắp xe là không phải lỗi em. Em bắn gà. Không bắt lỗi gì cả, phải lỗi em. Đấy là một thằng bách bê nó bắn thế. Lỗi mà thằng kia em chịu. Bắn 4 bê thủng chịu. Sút là 4. Một mình sút vào. Cầm kiểu đúng kiểu Gatling gun này không? Vâng. Trước khẩu súng Gatling gun thì bọn chúng đi đều bình đẳng. Làm 4 lỗi đó gần đặt. Dạ. Thế thôi. Hết rồi. Mantu đây thì cố. Ok. Rồi. Ôi. Không có ai. Và đó là Nicodot dứt điểm Mantu. Bắt được khẩu ốp round sau là nhiều khả năng không có ốp rồi đấy. Bởi vì 2 round mất hết sạch súng đến từ bên phía team Big rồi. Vâng. Bắn thế này thôi thua luôn đi. Từ đoạn đấy nhanh nhỉ. Ăn mừng các thứ cảm xúc. Đem lại hy vọng để làm gì xong rồi lại thất vọng. Trúng rồi. Xem chuột à? Hỏng. Hết pin. Còn đây là bấm tay. Bấm quẻ. Rất là không chịu bắn 4B thủng này bấm quẻ không giải quyết được. Không đẹp. Đây, bây giờ bấm quẻ, giờ mới đẹp này. Ui xồi ôi. Quả pick up. Vâng, tốc độ rất nhanh nhưng lại không trúng. Vâng. Thế anh. Thế anh xin chào. Xin trân trọng tài trợ chương trình này. Bịt. Hỏng. Nào, quả đấy chắc chắn Mantu sẽ bảo. Ram yếu, mít yếu. nhưng không chết. Em bắn vào chân. Đạn xuyên tường. Đạn xuyên tường. Tường hơi dày. Vâng, khó. Khó, đối phương chiếm được cả City Bay. Thế thì mai chơi. Liệu ta sẽ có check lại vị trí của nớt hay không đây? Hỏng rồi. Hai người vào kề, nớt đổi một là win. Nớt. Đây rồi, một. Không phải là bạn thứ hai. Nhưng như thế, như đã đề cập đã là quá đủ. Đội hình của team Heroic họ vẫn đang muốn chơi một cái thế gọi là thế diều. Và quyết định của Heroic sẽ là đánh bê. Nhưng bây giờ thì Nicodot bắt được cả Sin nữa, thôi học rồi. Sin này thì không phải là si thỏ rồi. Khó.
Vâng. Đây không phải là miếu, không phải cứ xin là cho. Ui, giặt rộng ra pick kìa, đó là kinh nghiệm của Nikodot. Vâng, một tình huống giặt rất rộng của Nikodot. Bây giờ Prusut Clutch. Clutch, phải Clutch. Còn đây Clutch thì tôi gọi bố luôn nữa. Prusut. Khó, như lên trời vậy. Đoàn. Ui, trốn hỏng rồi. Ui, đào đào. Hãy check, nào, vâng. Xem nào. Giặt cho check, chưa thấy gì cả, ok. Giặt rộng ba tí nữa. Đây rồi, đây rồi. Hai, đi được hai. Đánh giá đốc cỏ. Hết rồi. Quả này rắn đốc cỏ đấy. Ba mắt bò không thắng nữa thôi, chịu. Này mình phí City nữa. Vâng. Có nhiều người đã tưởng đó là về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Không, nhưng không. Họ vẫn đang thở được. Thở được, thở khỏe. Với những người tưởng rằng mình đã có lập cầm về. Nhưng không. Nhưng không. Giúp mình oxy. Giúp mình oxy. Rút là đi. Anh em thấy sôi động chưa ạ? Tổng này là hấp hối thôi. Hấp hối thôi. Cảm xúc của eSports, vâng. Đúng thật, đúng là cảm xúc eSports. Thằng luôn là một cái gì đó thực sự là vội rồi biệt. Vội đến từ Big ư. Thằng ném một tấn đồ lên cục ARAM. Họ đẩy lùi cái VMP Rick phải bắn thụ động cho bóng xài. Ok, ý tưởng là ai. Nhưng quan trọng chiến thắng sẽ về tay ai đây. Khi mà bên phía của team Rick họ cũng đã đẩy được cục B-RAM. Mà nớt gì đang muốn bóp flash để sút đẩy ư. Nào hãy cùng xem. Đây là một cái khoảng tham minh rất nhạy cảm và Xin đã đoán được điều đó. Người đánh đầu quay mặt né flash là hợp lý và nớt gì đang cố gắng phòng ngự và bài tham những người mượn của mình. Thậm chí nớt còn bắt được thêm cả Prosert nữa, tình huống đưa về là 4v4. Vâng, nớt gì vẫn đang quẩy được nha. Bom sẽ đặt được bóng B là nớt gì giờ bám trên tóc sen rồi. Vâng, một tình huống mà hai bên đầu súng qua quả smoke và nớt gì là người giành chiến thắng gãy rồi. Rất có thể là sẽ đang 16-12. Cái tường này rất dày, đục đến Tết. Vâng, đục đúng đến Tết luôn. Và Kickstarter bắt được Grimbo đi có đốt chết xuống. Và đó là mạng Nutty. Triple kill của Nutty và Xin. Khó rồi, Xin này. Xin này là Xin, là Xin vĩnh biệt. Vâng, Xin là Xin vĩnh biệt cụ. Bích đã đi bằng đầu tiên chúng ta. Ui, thề luôn. Kickstarter bây giờ làm quả gái vắt thì chắc thì tắp xe tấm ngò mất. Không, đấm được, khó. Khó không? Sao làm được rồi này, 1v2, 20 giây. 20 giây, hãy cũng xem nào. Biết là đối phương có bom đấy. Đối phương double pick có. Vâng, double pick. Nhảy check là khéo này. Double pick rồi, cái thế thua rồi. Vâng. Đúng. Đây là thế double pick các bạn ạ, cái thế mà phải chết. Đúng. Không để qua được. Và đó là chiến thắng gọi tên Heroic 16-12 ở map thế đầu tiên, map thế là Vertigo map pick của team Big. Ảo. Wow. Vâng, đúng là eSports. Chỉ có thể eSports mà đem lại các bạn cái cảm xúc này. Có những người xin chết. Cho. Vâng. Có những người tưởng chừng như đã đồng quy vu tận. Dậy sống tiếp. Đã đội mồ sống dậy này. Đúng đội mồ sống dậy luôn. Một chiến thắng phải nói rằng rất cảm xúc đến từ bên phía các thành viên của team Heroic. Mặc dù họ đã bỏ lỡ 2 match point ở trong giai đoạn cuối của map thi đấu này. Đúng. Trong 30, trong 24 round chính thức, xong cuối cùng khi sang bên phía overtime không, thì họ 28 round. Nó gọi là dưới 28,5. Không, đang bảo là 24 round đầu chính thức. À biết rồi, cũng bảo là tổng là 28 round. Vấn đề là gì? Unix họ nhận ra là 2 match point là không đủ. Thì sao? Họ phải cần có thêm những match point khác và 4 là con số hoàng đạo của họ trong ngày hôm nay. Ừ. Hôm nay nó có số 4 khá nhiều nhỉ. Bản số VP VP cũng 4A vẫn đủ. Vâng, bên này thì 4 mắt poi xử lý ngay ở cái mắt poi đầu tiên. Như thế là hay rồi. Và bây giờ thì hãy cùng nhau nghỉ ngơi trong ít phút trước khi chúng ta đến với những cặp trận thi đấu, chính xác là những cái lượt thi đấu tiếp theo của buổi tối ngày hôm nay.